Huấn luyện viên Akira Nihino và BHL đội tuyển Thái Lan đã rất tức giận khi biết buổi tập kín của voi chiến bị truyền thông Malaysia chụp trộm. Bất chấp lệnh cấm tuyệt đối từ huấn luyện viên Akira Nihino, Acho Arena, một đài truyền hình tại Malaysia đã cố tình chụp trộm và công bố những hình ảnh tập luyện của đội tuyển Thái Lan. Điều này đã khiến BHL đội tuyển Thái Lan rất tức giận, tờ Siam Sở Quốc viết. Truyền thông Malaysia đã không tôn trọng huấn luyện viên Akira Nihino khi phớt lờ lệnh cấm để chụp trộm buổi tập của đội tuyển Thái Lan. Thậm chí, họ đã công khai những hình ảnh chụp từ bụi rậm lên sóng truyền hình. Đây là một sự cố rất nghiêm trọng, để lại hình ảnh xấu cho Malaysia. Theo lịch thi đấu bảng G vòng loại World Cup 2022, trận đấu hấp dẫn giữa Malaysia với Thái Lan sẽ diễn ra lúc 19:45 ngày 14 tháng 11 tại sân vận động Bukit Jalil, Malaysia.